Đầu năm nay thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt chỉ tiêu xuất khẩu điều đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 200 triệu đô la Mỹ so với năm 2021. Tuy nhiên, với những khó khăn đang phải đối mặt, ngành điều kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu xuất khẩu xuống còn 3,2 tỷ đô la Mỹ, tức là giảm 400 triệu đô la Mỹ so với năm 2021 và giảm 600 triệu đô la Mỹ so với mục tiêu của năm 2022.